Ý anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình cho ngày hôm nay anh em ạ. Nào, ngày hôm nay anh em mình đổi gió một chút đi, qua chinh chiến ở trên game trên dưới một chút đi anh em nhé. Lâu rồi anh em mình gọi là bỏ bê game trên dưới này anh em ạ. Nên là tiếp tục chinh chiến thôi chứ còn cái gì nữa. Quy xuống nào. Thật sự là cách chơi như là quy luật của nó thì mình cũng đã nói với anh em rất rất nhiều rồi nên là chắc là mình không cần nói lại đâu anh em nhỉ. Còn đối với những anh em nào mới thì mình cũng muốn nói với anh em luôn. Đây là một trong những con game anh em có thể thua 5 đến 7 tay rất rất là bình thường anh em nhé. Nhưng mà anh em chỉ cần ăn đúng một tay thôi anh em ạ. Ăn đúng một tay lớn thôi thì lãi nó lại về thôi anh em ạ. Cho dù những tay trước anh em có lỗ đi nhá. Còn sau tỷ lệ lãi nó sẽ rất là ổn luôn. Thật sự là thế. Bây giờ nào. 7 xuống đây. 4 tham xuống đi. Gọi là vừa vào game mình tham một tí anh em nhá. Cái gì thế này? Úi dồi. Thật sự quá ấm rồi anh em ạ, vừa vào game mình gặp ngay một quả quá đẹp rồi, 10 củ rưỡi. Cái gì thế này? Đây anh em thấy đấy, nãy giờ mình thua hai tay liên tiếp thì đúng nào, nhưng mà chỉ cần đúng một tay thì thôi là mình đã có lãi rồi, thì mình cũng muốn để cho anh em thấy là tỷ lệ chốt lãi nó cao như thế nào ở trong game trên dưới này anh em ạ. Thật sự là phải có lý do mình mới chinh chiến con game này chứ anh em thấy đấy, đây là một con game rất là lạ đối với những anh em nào mới. Thì việc đây anh em thấy luôn này, mình sẽ lên một mã này đó anh em nhé. Anh em thấy luôn, nếu mà trong trường hợp này mình đánh lên này thì trên mỗi con ca, trên con ca chỉ có đúng một con át thôi anh em ạ, chỉ đúng một con át thôi nên là nó sẽ ăn được lớn hơn. Còn ngược lại nếu mà mình đánh xuống trong trường hợp này thì mình sẽ bị giảm đi một số vốn nhất định, tại vì anh em thấy là một dãy rất là dài rồi, một dãy khá là dài rồi nên là tỷ lệ gãy cũng như là tỷ lệ xuống nó cao hơn, mà nó gần như là 100% nó sẽ xuống ở mã này rồi đấy, nên là mình sẽ chốt lãi. Quan trọng là mình sẽ chốt ở đây đã này. Đây mình sẽ qua màn mới để cho anh em dễ hình dung hơn. Ok, con ba này, con ba nếu mà đi lên thì nó sẽ chỉ ăn được một ít thôi, tại vì đi lên của nó gần như là toàn bộ đi lên rồi, còn đúng mỗi con hai nó đi xuống thôi đúng nào. Nên là con ba này mình cứ đi lên đã. Năm xuống này, 5 lên 9 à. Bây giờ tâm lý của mình thoải mái lắm anh em ạ. Có lãi lớn rồi thì 5, bây giờ 5 nãy lên thì 5 này vẫn lên 6 được. Khoai nhờ. Quy xuống nào. 10 lên này. 10 xuống 8 à. Tay này nó chắc là đang bệt xuống rồi. Hơi buồn anh em. Nãy giờ tự nhiên lại gãy mấy tay liên tiếp đang hơi buồn này. Gãy mấy tay liên tiếp đang hơi buồn, nhưng mà ok không sao, dù sao thì mình vẫn còn rất rất nhiều tay phía sau nữa nên là sẽ cố gắng thôi nào. Con năm nãy giờ toàn đi lên anh em nhỉ, bây giờ năm có lên nữa không? Đúng rồi, làm sao mà lên được nữa, nãy giờ lên nhiều như thế rồi thì làm sao mà lên được nữa đúng nào anh em. Nhưng mà tay này ba lại xuống hai, bốn xuống ba này, ba lên này, ba vừa xuống hai rồi, tay sau gần như là không thể xuống hai được nữa. Nhưng mà mình khá là tự tin anh em ạ. Mà tay vừa rồi sao mình lại tham thế nhở, hai củ rồi mình còn tham nữa, cay thật. Ok à, vấp nhầm anh em ạ, thôi em thông cảm với mình. Để xem nào, 8 xuống này, 6 xuống tiếp này, 6 lên 9 à, hơi khoai à, tự nhiên có lãi to rồi bây giờ lại gãy, đùa thật. 10 xuống này. Đúng rồi, hai lên thôi. 9 à. Thôi, chốt lãi đấy anh em nhé. Nãy giờ gãy liên tiếp mấy tay rồi cũng hơi buồn rồi đấy. Nãy giờ gãy liên tiếp mấy tay cũng hơi buồn thật sự luôn rồi đấy anh em ạ. Thì là mình cứ bình tĩnh đó nào. 5 lên này. Đúng rồi, di xuống thôi. 10 à. Còn 10 ở đây thì thôi, trước mắt là mình sẽ chốt lãi đây anh em ạ. Xin lỗi anh em, trước mắt là mình cứ chốt lãi đã. Đang có lãi lớn thì việc gì phải suy nghĩ nhiều, việc gì phải tham đâu đúng không nào anh em. Hai lên thôi, 7 này, một củ ở đây rồi à, chốt lãi luôn, chốt lãi luôn anh em ạ. Đã có 5 6 lít lãi ở đây rồi thì cứ chốt lãi đã. 7 lên tay này nào, 7 vẫn xuống à, khoai nhờ. Bây giờ thì 7 lên là đúng rồi. 10 xuống này, một củ, lại tiếp tục một củ ở đây nữa thì tiếp tục chốt lãi thôi anh em thấy đấy.
rất dễ dàng. Đôi lúc anh em mình chỉ cần như thế thôi, một đến hai tay như thế thôi là anh em đã có một số lãi rất rất là lớn rồi. Và mình muốn nói với anh em một điều nữa đấy là xin lỗi anh em, giọng mình đang hơi gặp vấn đề, anh em thông cảm với mình. Mình muốn nói với anh em đấy là mình luôn luôn cần phải bình tĩnh để có thể tối ưu anh em nhé. Riêng con game trên dưới này thì tỷ lệ anh em có lãi đã rất rất là cao rồi, nên là mình mới muốn chia sẻ cho anh em những con game có tỷ lệ lớn như này để cùng nhau chốt lãi đây anh em ạ. Di xuống này, hai lên thôi, một dãy rất là dài rồi mà mới chưa thấy một cái gì ở đây cả. Thật sự một dãy rất rất là dài rồi đấy. Ok, thì chốt lãi đã nào. Lãi 2 lít vẫn là lãi mà, đúng nào anh em, lãi 2 lít thì vẫn là lãi. Thì mình cứ bình tĩnh thôi, 6 xuống tay này nào. 6 lên K luôn ạ. 10 xuống thôi. 8, 8 xuống tiếp này, mình sợ lên lắm anh em. Đúng rồi, 5 à. Dù sao mình đang có một củ tư lãi này, thì mình sẽ chốt lãi luôn anh em nhé. Thì đây, mình cũng muốn nói với anh em đấy là anh em có thể nhìn vào cách chơi của mình để anh em sau anh em nếu mà muốn chinh chiến thì anh em có thể dựa theo cách chơi để chơi anh em nhé. Chứ để phân tích ra từng tay nên đánh thế nào thì nó sẽ hơi bị khập khiễng một tí, tại vì những mã cầu nó sẽ không phải lúc nào nó cũng chạy chuẩn như thế này anh em. Đúng nào, những mã cầu không phải lúc nào nó cũng chạy đẹp, không phải lúc nào nó cũng chạy chuẩn. Nên là mình cứ bình tĩnh thôi, có nhiều lúc anh em nhé, những ngày tỷ lệ con ba nó chỉ lên thôi. Con ba những ngày nó chỉ lên thôi, nhưng mà có những ngày nhá, nó đánh 10 tay thì nó tận 7 tay xuống anh em ạ. Nhiều lúc trong trường hợp anh em mình không tham anh em nhé, đôi lúc mình lại những lúc tham. Tham là như thế nào? Mình cũng muốn nói rõ với anh em luôn, tham là như thế nào? Đấy là những tay bé này. Những tay bé hoặc là những tay gì này thì mình sẽ đánh lên thì đấy là tham anh em ạ. Đấy là những tay tham mà mình rất rất ít khi mà mình bỏ bê được. Thật sự mã lên thì mình bỏ qua anh em nhé, mã lên thì mình rất ít khi tham. Còn đối với mã xuống kìa, mã xuống thì mình luôn luôn dựa vào để mình tham những mã đấy, đấy anh em ạ. Một củ tư này, mình sẽ chốt lãi tiếp ở đây. Thì anh em thấy đấy, việc chốt lãi anh em chỉ cần lên xuống đúng 1 đến 2 lần thôi là anh em đã có một số lãi nhất định rồi. Nên là cứ bình tĩnh anh em nhé, cứ bình tĩnh thôi. 4 xuống 2 nữa này, đùa thật. Tại vì mình đang có lãi khá là lớn nên mình tay vừa rồi mình không tham anh em ạ. Không tham làm cái gì cả. Để xem nào. 6 xuống tay này đi. Đúng rồi này. Chốt lãi luôn chứ còn cái gì nữa. 6 xuống được một củ tư rồi là đấy là mình đã xấp xỉ được gần một củ tròn rồi anh em, lãi gần một củ tròn rồi. Nên là mình cứ bình tĩnh thôi. Chốt lãi đã xong mình qua ván mới, nó không phải vấn đề gì cả, đúng nào anh em? Không phải vấn đề gì cả. Lại còn 5 rồi, lại chốt một củ ở đây nữa thì đương nhiên rồi anh em. Lại một củ về vườn nữa. Quá là ấm ở thời điểm hiện tại rồi anh em ạ. Thì nào, tay này cũng là tay kết của mình luôn anh em nhé. Tay này cũng là tay kết của mình luôn này. Đúng rồi, 10 xuống này. 8 à, 8 tham xuống tay này đi. Đúng rồi này, cái gì thế này? Hai củ 6 rồi, tay kết thế này thì ấm quá anh em ạ. Chốt luôn nào. Ok, anh em có thể thấy đấy, với số vốn ban đầu của mình chỉ là 35 củ thôi mà mình đã cùng anh em cùng nhau chinh chiến ở trên con game trên dưới như này, tỷ lệ chốt lãi nó lớn như thế nào, đúng nào nhá. Tỷ lệ chốt lãi nó có quá quá là lớn rồi. Mình sẽ không tham nhưng không vội đây nữa đâu anh em ạ. Húp ngay 12 củ lãi. Thật sự anh em cần gì những con game tài xỉu đôi lúc anh em nhé. Mình đổi gió một chút để tâm lý mình nó thoải mái nên là mình mới chinh chiến ở trên con game trên dưới này đấy anh em ạ. Quá ấm ở thời điểm hiện tại rồi, 12 củ lãi. Còn cái gì để suy nghĩ nữa nào? Ok, thì mình sẽ xin được kết thúc video ở đây rồi anh em ạ. Mình cảm ơn tất cả anh em đã xem video và mình hẹn anh em ở những video sau để cùng nhau chinh chiến tiếp anh em nhé. Mình luôn chúc anh em có thể gọi là chiến thắng ở trên tất cả con game nói chung cũng như là con game trên dưới này nói riêng, để gọi là mình cũng vui nữa, tại vì mình giới thiệu cho anh em đến con game này cũng như là cho anh em thấy cách chơi như thế nào để có thể tối ưu chốt lãi nhất, thì còn cái gì để không vui, gọi là không mừng ở đây nữa, đúng nào anh em. Ok, bye bye tất cả anh em.